điểm khó khăn mắc cứ chống gậy bắt đi thử rồi sao? Thì tại vì sau khi mình điều trị xong á, thì mọi người sẽ xem bắt đi bắt đi đi lại làm sao? Không không cần không cần. Đó để bắt đi được. Rồi. Rồi đứng đó đi. Bắt đứng là được rồi. Đứng đó. Rồi. Bây giờ bác ngồi xuống thử coi. Thử ngồi coi tới đâu. Bác thử ngồi xuống coi tới đâu. Đừng 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 ai dịnh hết. Đừng ai dịnh. Khi nào cũng dẫn cái điện đưa cái này cho mình nói. Tới đó coi. Tới đó coi. Lên lên lên. Đứng lên lên. Đứng lên được rồi. Rồi. Bác đây là tôi tên Nguyễn Văn Nguyễn. Dạ. Có lẽ bị thần kinh tọa nhiều tháng nay, cả năm nay. Bây giờ ngồi xuống tầm hổm không được, không tới tới đây là thôi. Chỉ là ở dưới cái còn có đau cái lưng, thỉnh thoảng có đau cái lưng. Còn ngồi thì là cái bên trái nó yếu hơn bên mặt. Dạ cảm ơn bác, mời mời bác ngồi rồi bác nhìn. Chuyện là nào làm được, đừng can thiệp chuyện gì. Tôi là Lệ Phụng, 74 tuổi, đau đầu gối, đau cái lưng, cái ngủ ngáy. Dạ, bác ngồi xuống tiếng vậy. Tiếng vậy có bấm. Rồi xin mời bác, bắt đầu ok, lên đây. Rồi bác mới đầu về có thể đỡ được không? Tôi Nguyễn Thị Hằng, nay 65 tuổi. Đầu tiên thì tôi đau cái chân này nay mấy chục năm rồi. Còn cái hình kinh tọa là tôi đau cái dài xuống đây. Mỗi lần nó sưng nhất đó, tôi quậy ngay cái người này thì nó chân cuốn nó mà đau cái đầu gò. Cái lần đầu tiên chữa nó thấy sao rồi? Thấy bớt. Tôi ngồi mỗi lần tôi ngồi giật kinh nó thì bớt. Rồi mấy ngày nay có trường ra? Dạ, có. Có em. Rồi, cảm ơn em. Rồi, mời anh em. Bác là quyên lập hả? Cái lưng tôi nó cũng nhẽo mà đứng thì không có được thẳng nè. Đi thì cũng có. Dạ, đầu phải ngồi ghế đàng hoàng chứ không được ngồi sổng mà. Dạ. Rồi mà bác bị như vậy là bao lâu rồi? Chắc cũng 5-7 năm rồi. Rồi. Đi physiotherapy thì là cũng không có giúp đỡ gì được. Được rồi. Đi rồi. 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 Không hiểu tôi, hiểu gì nó rõ lớn lên. Nó phải đứng lên gần, nó cần lên gần. Ngày đầu có học thôi, về có cái gì cho giúp đỡ chút xíu khi mà cái ta dài thì sao, cho nên hôm qua có được tập là nhưng mà cái cô bệnh nhân thì cô khỏe hơn và không có sức làm cho cổ. Rồi bây giờ chị lại làm gì? Dạ thì là trị cho khỏe mới giúp người ta được. Mà chị bị cái gì? Dạ bị cổ như hai lưng. Lưng là sao? Thì nó đau đi, xóa nó đi gỗ khoảng mấy lần đau lưng. Rồi chị ngồi xuống đứng vậy hả? Rồi thôi được rồi mời. Mọi người đi. Tức là hồi bữa thứ hai là có những lần rồi. Rồi cái kết quả sau một lần chữa thấy sao? Tôi bị thoát vị đệm đó. Đi thôi nằm ok. Mà đi bộ thì đau. Mà đi giờ nó đỡ chút rồi. Tức là chữa giờ rồi anh thấy nó đỡ chút. Bây giờ đi lại được rồi. Đi cũng bình thường. Bình thường. Nhưng mà ngồi xuống cái dậy sao? Bình thường ok. Rồi mọi người nhận được rồi. Bệnh này gì không biết bệnh gì. Thôi khỏi nhìn tôi, nhìn ông kia kìa. Yếu rồi mà nó đang gặp. Đó là cái dấu hiệu của tai biến nhẹ. Rồi hôm qua hồi là chữa lúc nào? Ngày kia. Rồi thấy có đỡ không? Đỡ. Đỡ nhiều không? Đỡ nhiều. Rồi tối có giường đau không? Dạ. Tối có giường đau không? Có. Được. Rồi hãy nhận. Dạ. Rồi còn giường kia. Có giường không? Dạ. Có giường đá vô cái giường ngang không? Dạ. À, nhớ thì có quên nha. Đêm nào cũng có giờ nha. Vì sức khỏe của mình nha.
Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm.